Jennie Blackpink bùng nổ khi làm gái hư, đã tìm được định mệnh đời mình. Hình ảnh Jennie diện váy hai dây đỏ, tóc dệ ánh rối, má hồng như say rượu khiến dân tình như đổ gục vì quá quyến rũ. Hiện loạt ảnh của nữ idol đang được chia sẻ nhanh chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Tối 10 tháng 6 giờ Việt Nam, Jennie Blackpink đã khiến cộng đồng fan toàn cầu vô cùng phấn khích khi debut vai trò người mẫu trong show diễn kỷ niệm 15 năm của Zack Lee dù có đôi chút áp lực vì trọng trách Verdes kết sâu nhưng thần thái và sự tự tin của Jenny khi sải bước trên sàn runway đã thực sự làm cộng đồng mạng choáng ngợp. Cơn sốt từ màn trình diễn còn chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây, hình ảnh nét căng của cô Jenny Kim, váy đỏ tại After Party lại tiếp tục khiến dân tình nức nở. Không nằm ngoài dự đoán, Jenny khiến các fan đứng ngồi không yên khi diện chiếc váy body hai dây khoe chọn đường cong hot hòn họt. Khoảnh khắc cô nàng quẩy theo giai điệu tại bữa tiệc cũng quyến rũ và vô cùng phóng khoáng khiến người hâm mộ chỉ muốn bấm replay không ngừng. Trong khi fan còn đang ôm tim vì sức nóng của Jenny thì hình ảnh rõ nét của cô nàng trong chiếc váy đỏ trước đó khiến netizen ngóng chờ cuối cùng đã xuất hiện. Trong ảnh, Jenny đứng cạnh nữ ca sĩ Elodie. Không cần phải nói nhiều, Jenny tóc rối, váy hai dây đỏ và má hồng say rượu chính là biểu tượng thời trang mới. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nói rằng đây là tạo hình tham gia tiệc tối sexy nhất mà Jenny từng thể hiện. Jenny từng nói ghét đồ đỏ, thế nhưng không thể đếm hết số lần mà cô nàng diện và lăng xê, váy áo, phụ kiện mang màu sắc này khi on stage, dự sự kiện hay trong sở chít style thường ngày. Mỗi lần Jenny bắt cặp với màu đỏ đều khiến netizen không khỏi suýt xoa vì nhan sắc, thần thái nổi bần bật. Trong bài đăng nhá hàng trên trang cá nhân thương hiệu đình đám, giọng ca solo cũng xuất hiện cực ấn tượng trong chiếc khăn tắm màu đỏ rực, được cho là tái hiện lại tạo hình của Comin Van Brick Tebadà thủ vai trong bộ phim Le Mépris 1963, đã khơi nguồn cảm hứng cho sự ra đời của nhà mốt Pháp. Ngay lập tức, bức ảnh phủ sóng các trang mạng xã hội bởi Jenny quá xinh đẹp, gợi cảm trong sắc đỏ. Trong chiến dịch mùa lễ hội của Jacqui Eimus, Jenny cũng từng hút triệu like khi xuất hiện trong em đầm linh chuẩn, vai tiệc tùng. Cô cũng là một trong những người khởi xướng trào lưu quần tất đỏ hát hít một thời. Trong MV Yêu và Me Jenny chọn diện thiết kế đỏ rực đến từ thương hiệu Việt Nam Fan Kỳ Club, thời điểm đó cô nàng nhận được không ít lời khen nhờ tạo hình xinh đẹp, cuốn hút. Những item đỏ Jenny diện cũng nhiều lần tạo trên khắp châu Á, dù chỉ là outfit sân bay hay dự sự kiện fancy. Màu sắc này tôn lên làn da trắng hồng của người đẹp, đồng thời mang hình tượng quyền lực, sang trọng cột mắc Jenny. Các outfits on stage của giọng ca solo liên tục chiếm sóng bởi tạo hình quá mãn nhãn, đặc biệt là những lần cô nàng ưu ái màu đỏ. Jenny cùng sắc đỏ luôn là dynamic do, làm sáng bừng sân khấu bởi vẻ ngoài táo bạo, dễ thương, ngọt ngào lại hết mực nữ tính, yểu điểu. Jenny và Simon Zaku nhà sáng lập của thương hiệu Zaku Emuse, có mối quan hệ bạn bè khăng khít. Trước đó vào năm 2022, dù bận rộn với tour diễn Bon Ping, nhưng cô nàng vẫn sắp xếp thời gian đến dự sâu thời trang của người bạn thân. Trước đó, khi được giao nhiệm vụ người mẫu kết màn, vừa đét cho sâu, Jenny mặc chiếc váy không tay, khoe lưng trần, kết hợp kiểu tóc búi thấp và trang điểm đơn giản. Tuy nhiên, màn thể hiện của Jenny gây tranh cãi. Nhiều khán giả nhận xét cách đi của nữ thần tượng không được đề ánh giá cao. Jenny lại sở hữu chiều cao khiêm tốn so với những người mẫu thực thụ, nên cô cũng gặp hạn chế trong việc phô diễn trang phục. Với Sola Casa của Jack Mills, Jenny trở thành thành viên thứ hai của nhóm BLACKPINK sánh bước trong một show thời trang quốc tế lớn, sau Lisa với màn trình diễn tại sâu Celine năm 2021.